Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay ở phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to trên 60mm như Đại Từ, Thái Nguyên 180,6mm, Bắc Quang, Hà Giang 159mm, Thanh Trì, Hà Nội 133,6mm, Phú Yên của Sơn La 104,4mm, Châu Thuận, Nghệ An 74,4mm hay là tại Quan Hóa của Thanh Hóa 65,6mm. Mưa sẽ còn lặp lại ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong chiều tối nay cho đến sáng ngày mai 25 tháng 5. Cục bộ sẽ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi là trên 60mm. Cũng chịu tác động của rãnh thấp gây mưa nên trong chiều tối nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông vào chiều tối nay cũng là cảnh báo cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, nên quý vị cần chú ý đề phòng. Trở lại với thời tiết tại các thành phố lớn, ở thủ đô Hà Nội nhớ cơn mưa đêm qua mà sáng nay tiết trời rất mát mẻ. Trong ngày trời hầu như tạnh ráo, trời nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều nay cao nhất là 31 đến 32 độ. Về tối và đêm có gió mát, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, mặc dù không còn chịu ảnh hưởng của vùng thấp nóng và gió phơn, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ 12 đến 14 giờ, tiết trời vẫn còn nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Phải từ sau 15 giờ với sự xuất hiện của gió đông nam đưa hơi ẩm từ biển vào nên nhiệt độ hạ nhanh, mưa rào xuất hiện rải rác, trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất là 26 đến 27 độ. Lúc này thành phố Hồ Chí Minh đang có khoảng tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều là 35 độ. Từ sau 17 giờ chiều, mưa sẽ xảy ra nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Quý vị cần chú ý đề phòng khả năng ngập úng xảy ra trên một số tuyến đường trũng thấp. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!